Xin chào cả nhà nha. Hôm nay hàng đi 3 thùng nha. Một thùng thì cho anh Lê Tiến, còn một thùng thì chị Lan Bành, với còn một thùng nữa thì quên tên để hàng coi lại, của một người tên Mai Trường. Thì cái này hàng đã đưa ra từng phần cho anh Bành, còn cái phần này của chị Mai Trường đây. Thì bây giờ cái phần này của chị Lan Bình nè, phần này của anh Lê Tiến, cái kia là của chị Mai Trường. Thì bữa nay hàng đi 3 thùng nha. Thì bây giờ hàng vô đóng thùng cái nhà ấy. Đóng thùng bữa nay mình đóng thùng đi, mình gửi cho sớm chứ để thường bữa hàng đi tới 9-10 giờ đêm không à. Bữa nay hàng đi sớm nha, bây giờ hàng đóng. Cái này là của chị Mai Trường. Mai Trường trước nha. Mai Trường thì hai con cá mặn mà nó 3 ký. Đây là hai con cá mặn 3 ký, con này 2 ký, con này 2 ký. Hơn ký chứ, con này hơn ký. Chị thì hai sạch. Rồi chuẩn bị tiếp khô gọi nữa cả nhà ơi. Bữa nay đi 3 thùng rồi, giờ hàng chuẩn bị nữa. Khô này nó khô rồi nè. Nó khô thì khô ngon lắm. Này mà chiên lên ăn bầu luộc nha. Trời ơi ăn ngon. Khô này sớm hàng mới chiên ăn là ngon lắm.
ngày mai chiên tiếp, ngày mai chiên cố nó ăn với bầu luộc nha, ngon lắm á. Cái này 8 con tới 9 con mắm tép cả nhà ơi, ngày mai Hằng cũng đi mắm tép nè, tép khô sạch Hằng làm rồi nè, để vô nè, chút xíu Hằng cũng phải làm hết như vậy. Khô này là khô lóc, khô cá lóc không còn xương nữa. Thôi giờ mình đi ra không kịp lộn đi. Đây, cái này là tôm khô 700. Dịch cả nhà ơi. Hồng dịch dừa. Hồng dịch dừa với hồng dịch lộn. Đâu quay chén luôn hả mẹ? Quay chén luôn này, ăn cho nó dễ. Hột vịt lộn với hột vịt dừa. Nhà này thì mấy đứa ăn thích ăn hột vịt dừa hơn. Ăn hột vịt anh. Bình ăn hồng vịt đi à, hồng vịt lộn hả? Bằng B nó thích ăn hồng vịt dừa, nhưng bằng hồng vịt dừa mà hồng vịt dưới nước ngon chứ không? Nó ăn hồng vịt ở gần người ăn được mấy trứng. Con 4 trứng hả? Trời ơi. Con nghĩ là con 4 trứng. Nè để giỏ qua bên này coi. Ủa con vịt lạc nữa hả? Con vịt dừa mà cái lạc thì bỏ lại. Con vịt dừa. Này dừa đặc. Ôi. Ăn đi con nè. Hộp vịt nè. Nè, Miên lấy cái chén lại. Cái chén đi. Trời ơi, cái sữa đâu? Còn cái sữa rồi. À, còn cái sữa còn to được. Hồng vịt đó, hồng vịt gì? Hồng vịt gì vậy? Hồng vịt gì? Ừ. Nguyên mời cả nhà nè. Nguyên, mời cả nhà. Chưa ăn được đâu. Sao chưa ăn được vậy? Thơm không? Thơm. Thơm à? Thơm quá. Đẹp quá. Sao nó bể hết không biết. Bạn ăn ở bình ăn hột vịt gì? Hột vịt dừa là hột vịt gì? Con ăn hột vịt dừa hay là hột vịt lộn? Nếu con hột vịt lộn lên mẹ thấy cho nè, hột vịt này nè. Nè hột vịt này nè, hột vịt lộn. Bể chưa ngay. Ngon không? Con. Mời cả nhà cái hộp vịt nha. Hằng mời cả nhà. Bài giúp bẻ ra. Bẻ thôi. Ngon quá. Con nhỏ xíu à.
vỏ nó cũng mỏng, ngon quá. Ăn miếng răm vô. Răm. Trời ơi. Cái gì vậy? Mẹ cho đi bút đi. Ngon không? Bụng mẹ lột để vô đây cho con nha. Mẹ lột mày để vô chén cho Nguyên, để em thôi vỏ không á. Mẹ giúp để con tập cái gì. Hai trứng rồi đó. Nãy giờ trứng thứ ba, tại bữa nay ăn được ghê. Ba trứng gà. Ba trứng hả? Ba trứng. Ba trứng gì? Trứng ba trứng. Ba trứng vịt. Wow. Để cho ăn trâu. Nãy đi mới về. À, ngon quá. Hai chiếc. Đấy hả? Mấy trứng? Hai trứng lạ, hai trứng lộn. Hai trứng lạ, hai trứng lộn mà. Dạ. Dạ, rửa hả? Đưa anh ba cả. Bằng ăn còn không rửa. Mình nói mấy trứng? Ba nấu nè, trứng này nữa ba trứng nè. Thằng bằng nó bỏ một con. Ba trứng một con. Ủa nãy giờ con ăn mấy trứng rồi ta? Con trứng nó ba. Trời coi bác Miên nó lột cho luôn hả? Thôi thôi thôi. Lỗi lột là không ai ăn. Bóc luôn cả nhà. Máy chín rồi mẹ. Nãy giờ ông anh máy chín rồi, con anh đếm. Trời ơi. Ăn một con đếm. Quá mẹ chúng có bốn luôn. Rồi nghe ấy nghe nghe hột dừa. Bạn thích ăn hột dừa hơn. Bạn không thích ăn con. Con muốn ăn cái này. Ừ, con ơi. Ngon không? Ba mẹ ơi. Ừ. Chấm muối tiêu ăn đi. Bên kia con mới thấy, đi chỗ anh Tư con mới thấy. Đây ngán chưa? Đó. Ngán chưa con? Được chưa? Chưa hả? Chưa. Cha con thường chín không nha. Chưa. Thường chín hả? Hột dừa cả nhà. Hột dừa. Ngon nè, dừa nước. Ngon. Ba trứng lộn một trứng giữa là no luôn. Ăn xong làm khô tiếp cả nhà. Giờ này không biết mấy giờ nữa, giờ này chắc cũng tối dữ lắm à. Cô này là khô cái dứa cả nhà, khô cái dứa lạc ấy, thì luôn luôn nào ướp hầm tiêu ớt. Đây cô này khô cái dứa lạc nha. Nhưng mà khô cái dứa lạc này thì mình phải ăn cái khô mới. Còn nếu mà ăn khô cũ thì sợ nó hôi dầu, tại nó lạc á. Với con khô này cũng vậy nè. Mình cũng kiểu như là mình phải giữ trong tủ đông á. Mình ăn cái để ngoài thì nó hơi bị mấy hôi dầu, tại vì nó lạc. Nhưng mà cái này thì không có bị hôi nha, tại khô này là khô mới.
Thì cái này là một bịch là 1 kg nè. Con này khô cái dứa lạc nè. Cái này là muối dừa ăn luôn. Ngon. Và giờ Hằng cũng đi làm khô tiếp cái nhà. Giờ Hằng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào clip sau.